có thể làm được. Sự thành công đến muộn càng cho ta thêm nhiều thứ. Một trong số đó là bản lĩnh của bản thân. Trưởng thành không chỉ có nước mắt, không chỉ có tuyệt vọng, không chỉ có những ngày tháng cơ cực, mà hơn hết, trưởng thành còn cho ta được những năm tháng thanh xuân vô cùng rực rỡ, vô cùng mặn mòi. Mặn mòi vì được vấp ngã nhiều, điều mà hầu như ai bước vào đời cũng đều rất sợ. Khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn chưa đủ can đảm. Khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn chưa đủ bản lĩnh. Khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn còn ngại dấn thân. Và khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn chưa thể có cho mình những hướng đi mới. Thế nên, đừng sợ hãi, bước tiếp thôi. Phớt lờ tất cả mọi thứ xung quanh mà bước tiếp. Vì chúng ta sinh ra không thể là một người thất bại. Trong cuộc đời này, có rất nhiều người luôn cho họ cái quyền được phán xét chúng ta. Phán xét một cách thoải mái, phán xét một cách chắc nịch. Như thể họ luôn ở trong cuộc đời của chúng ta, từng phút từng giây chứ chẳng đùa. Nhiều người mất tâm mất tích như một cơn gió, chẳng kịp thổi ngang qua cuộc đời ta. Nhưng khi họ nói đến ta, họ luôn cho mình cái quyền như thể họ là người tài giỏi, đủ tầm nhìn để biết ta là người như thế nào. Và có lẽ họ cũng cho họ được quyền sống chung với ta, cùng ta nếm trải hết những cơn đau, nên hiểu ta được nhiều đến mức như thế chăng? Nhiều người thậm chí chưa từng gặp mặt ta dù chỉ một lần. Họ nghe những người bên cạnh nói những điều không tốt về ta, họ cũng cho rằng đó là đúng. Vì bạn tao nói mày xấu nên mày chắc chắn là người xấu. Cuộc đời của mày vô cùng xấu xa như cách người khác nói vậy. Nhiều người khác còn cao siêu hơn, họ không biết gì về ta, cũng không có bạn chung nào với ta luôn. Đối với ta, họ là người xa lạ hoàn toàn 1000 phần nghìn. Nhưng khi câu chuyện của họ nói về ta, họ thản nhiên bình luận, buông lời bêu rếu chúng ta mà không một phút nhìn nhận lại những gì họ đã nói, những gì họ đang làm là đúng hay sai, nên hay không nên. Đừng thấy một người hay mỉm cười mà cho rằng họ không biết tổn thương là gì. Sai lầm. Đừng thấy một người im lặng cho qua những gì bạn nói sau lưng họ, nói sai sự thật về họ mà cho rằng họ ngu ngốc, hèn nhát và yếu đuối. Sai lầm. Đừng thấy một người dễ dàng tha thứ cho bạn trước những tổn thương bạn gây ra cho họ mà nghĩ rằng họ thiếu sâu sắc, nông cạn trong suy nghĩ, dễ dãi trong mọi vấn đề. Sai lầm. Người hay mỉm cười là những người đã trải qua rất nhiều biến cố. Đau khổ không nhất thiết là phải than vãn. Đau khổ không nhất thiết phải lúc nào cũng dùng nước mắt để phơi bày giữa thiên hạ này. Bão tố quá nhiều, thế nên họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Mỉm cười là chuyện đơn giản, nhưng mỉm cười được sau tất cả những khổ đau là điều không phải ai cũng có thể làm được. Người lựa chọn im lặng đằng sau tất cả những lời đàm tiếu sai sự thật về mình, không phải họ sợ hãi, lại càng không phải họ chấp nhận mình đã sai. Người ta lựa chọn im lặng vì đã quá hiểu cuộc đời này, lắm kẻ sân si, lắm kẻ thích bàn chuyện của người khác. Nếu một người thích đem chuyện của bạn ra để nói xấu bạn, thì bạn nói lại để làm gì? Đối với những kẻ thích dùng lời nói thì cách tốt nhất là im lặng. Người trải qua nhiều biến cố lại càng muốn tránh xa thị phi. Kẻ biết thị phi thường tự tạo sóng gió cho chính cuộc đời mình. Người ta dễ dàng cho qua mọi chuyện, tha thứ những việc bạn đã làm khiến người ta đau lòng, chỉ đơn giản là bởi vì người ta cho rằng cuộc sống cũng có thể phạm lỗi và ai cũng cần được tha thứ. Đừng lấy sự dễ dãi đó mà thử thách lòng kiên nhẫn họ dành cho bạn. Cuộc sống là vậy, người hiểu được bạn thì dù bạn có như thế nào, họ cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh bạn. Người tốt nhất với bạn thật sự thì cho dù ai nói gì về bạn, người ta cũng sẽ chỉ im lặng và cùng bạn vượt qua tất cả. Nói xấu người khác không làm cho bạn tốt đẹp lên, nó chỉ chứng minh rằng tâm hồn bạn là người hẹp hòi như thế nào. Làm tổn thương một người qua những lời nói của chính mình chính là cách làm người khác hiểu nhanh nhất về nội tâm của bạn. Trước khi viết gì bêu rếu người khác, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Mình viết như thế là đúng hay sai?